Onsen đọc theo tiếng Hán là ôn tuyền. Ôn có nghĩa là ấm, nóng. Tuyền có nghĩa là suối. Vậy nên onsen có nghĩa là suối nước nóng. Tại Nhật Bản, trong một giai đoạn dài của lịch sử, tắm onsen được cho là một sự sang trọng và được biết đến như một khu nghỉ dưỡng dành riêng cho giới quý tộc giàu sang cũng như tầng lớp chiến binh samurai ghé đến. Trải qua thời gian, onsen tại Nhật Bản được nâng tầm lên thành một nét đẹp văn hóa, tinh hoa bởi những tác dụng, lợi ích tuyệt vời mà nó mang đến, như lợi ích đến từ khoáng chất, thúc đẩy làn da đẹp bằng cách loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể, từ đó giúp làn da mềm mại và mịn màng hơn, trị vẩy nến, viêm da dị ứng, các bệnh về da, giảm đau khớp, cơ và dây thần kinh, cải thiện tình trạng thiếu máu, cân bằng huyết áp, xơ cứng động mạch. Lợi ích đến từ nhiệt độ. Hiệu ứng nhiệt xảy ra trong mọi hoàn cảnh thời tiết, ngay cả trong thời tiết mùa hè nóng nực. Ngâm mình trong nước ấm giúp cải thiện tuần hoàn, trao đổi chất, thư giãn. Các khí ion ngâm có trong nước suối khoáng nóng được hấp thụ qua da và đưa vào tuần hoàn máu, do đó được vận chuyển đến mọi tế bào trong cơ thể, kích hoạt trực tiếp hệ thống thần kinh và nội tiết. Lợi ích đến từ hiệu ứng nổi. Lực nổi giúp cơ thể trở nên nhẹ hơn, giải phóng khỏi trọng lực, thư giãn cơ bắp, có tác dụng giảm đau, giảm căng cơ, căng thẳng và lo lắng, tăng cảm giác thư thái, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và dễ dàng di chuyển. Lợi ích đến từ áp lực nước. Đôi chân là trái tim thứ hai của con người. 1/3 tổng lượng máu tập trung vào đôi chân. Sau đó lượng máu này sẽ được đổ lại tim. Khi tắm onsen, các mạch máu được thu hẹp nhờ áp lực nước, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu từ dưới chi lên tim và lưu thông bạch huyết. Với những tác dụng tuyệt vời về thể chất lẫn tinh thần, văn hóa tắm onsen không chỉ trở thành biểu tượng của lối sống Nhật Bản mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác. Tại Việt Nam, với nguồn khoáng nóng thiên nhiên dồi dào, nên việc tắm khoáng nóng cũng trở thành hoạt động trải nghiệm quen thuộc và được nhiều người ưa thích. Song để nói đến tắm onsen đúng quy trình, bài bản, thị trấn nghỉ dưỡng phong cách Nhật Bản tại Quang Hành do tập đoàn Sun Group kiến tạo là dự án tiên phong. Tại đây, với lợi thế thiên nhiên ưu đãi, cùng nguồn khoáng nóng chất lượng cao có tác dụng kỳ diệu trong việc chăm sóc sức khỏe. Nguồn khoáng chất lượng cao như axit metaxylic, axit metaboric, cùng ion Na cộng và Cl trừ có lợi cho làn da và hệ tiêu hóa. Đặc biệt là brom cao đạt tới 40mg trên lít được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá cao trong việc chăm sóc hệ thần kinh và phục hồi các chức năng suy yếu trong cơ thể. Khoáng mặn nhưng không để lại cảm giác dính muối trên da, không cần tắm tráng sau khi sử dụng. Khoáng nóng Quang Hanh không có mùi khó chịu do không chứa lưu huỳnh hay sắt trong nước và đạt độ pH trung tính lý tưởng. Năm 2020, tập đoàn Sun Group đã chính thức đưa vào hoạt động khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hành và ra mắt quần thể biệt thự khoáng nóng đẳng cấp, dòng sản phẩm bất động sản siêu sang, phiên bản giới hạn với mạch khoáng thiên nhiên Quang Hành chất lượng dẫn vào từng căn biệt thự, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe thượng đẳng riêng tư cho từng chủ nhân. Song không dừng lại ở đó, sau hơn một năm thành công với mô hình nghỉ dưỡng, biệt thự khoáng nóng, bàn tay người khai mở Sun Group tiếp tục tìm đến Quảng Xương, Thanh Hóa để khai thác và phát triển đúng với tiềm năng vùng đất. Cũng như Quang Hành, Quảng Xương là vùng đất phong thủy hữu tình, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nguồn khoáng nóng chất lượng và quý hiếm. Theo các chuyên gia đánh giá, nguồn khoáng nóng tại Quảng Xương không chỉ đạt tiêu chuẩn khoáng nóng onsen của Nhật Bản mà còn vượt ngưỡng, như nhiệt độ phát lộ của khoáng nóng Quảng Xương trên 44 độ C, nhiệt độ phát lộ điều kiện tiêu chuẩn là trên 25 độ C. Tổng khoáng hòa tan không phải khí vượt 1000mg trên kg cùng hàm lượng lưu huỳnh cao, được chứng minh là tỷ lệ vàng hài hòa trong công thức tắm khoáng theo nghiên cứu từ Hiệp hội Spa Nhật Bản, từ đó mang đến những tác dụng diệu kỳ về cả thủy trị liệu, nhiệt trị liệu, khoáng trị liệu. Song ngoài những tác dụng về chăm sóc sức khỏe cơ bản theo phương pháp khoáng trị liệu, thủy trị liệu và nhiệt trị liệu như các nguồn khoáng chuẩn onsen khác, thì khoáng nóng tại Quảng Xương còn đặc biệt chứa hàm lượng như axit metaxylic vượt chuẩn, nhờ đó có tác dụng làm ẩm da, loại bỏ lớp sừng hóa trên da, thúc đẩy quá trình tuần hoàn, làm da hồng hào, giúp tái tạo làn da, mái tóc, lưu giữ nét thanh xuân. Ngoài ra với chỉ số pH chỉ 6.5, tương đương với các loại nước dưỡng da dành cho phụ nữ, vậy nên chúng tôi đặc biệt đặt tên cho khoáng nóng tại Quảng Xương là khoáng thanh xuân. Dựa trên tiềm năng sẵn có của Quảng Xương, với vị trí, thiên nhiên và nguồn khoáng nóng chứ danh, cùng nỗ lực kiến tạo và xây dựng những công trình ấn tượng, làm thay đổi diện mạo vùng đất, tập đoàn Sun Group đã phát triển quần thể nghỉ dưỡng
dẫn nguồn khoáng nóng thiên nhiên vào từng căn biệt thự, phong cách Nhật Bản, Sun Beauty Onsen. Hứa hẹn mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách hàng, giúp cân bằng trọn vẹn thân, tâm, trí, sắc, diện chưa từng có.